Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn em My, sẽ có một số hoa giấy rất là nhiều màu muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi chào My. Dạ em chào anh Thái, em mến chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em cái clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn của em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại cũng như là số Zalo của em là 0907426576. Thì không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị, em sẽ lô vô mã đầu tiên, mã số 1 cây đỏ lửa ha cô chú anh chị. Đang rực rỡ quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 79. Chiều cao là 82. Quỳnh cỏ em đo đây là quỳnh 17, mã số 1 này em xin giao luôn mức giá là 450.000. 450.000 em đã bao gồm phí ship cho mình rồi ha cô chú anh chị. Đế rất là sạch quý anh chị em. Tiếp theo bên mình mã số 2. Thì mà rết đỏ cành vàng lá ngọc quý anh chị em. Tán cây này em đo là 60. Chiều cao là 1 m. Quỳnh cổ là 16, mã số 2 này em cũng xin giao lưu với mức giá là 450.000. 450.000 cho mã số 2. Cây cái form gom tròn rất là đẹp ha. Tiếp thêm lên mình mã số 3 là một cây ghép nhiều màu. Tán cây này em đo là 69. Chiều cao cũng 69. Quỳnh cổ là 14. Mã số 3 này em xin giao luôn mức giá là 350.000. 350.000 cho mã số 3. Gồm có đỏ lửa, ruby tím lửa, hồng lửa, trắng tuyết, tiên nữ. Rất là nhiều màu quý anh chị em. Tiếp thêm lên mình mã số 4. Một cây đỏ lửa form tròn ha. Tán cây này em đo là 59. Chiều cao là 76. Quỳnh cỏ em đo đây là quỳnh 18. Mã số 4 này em xin giao luôn mức giá là 460.000. 460.000 cho mã số 4. Tiếp thêm lên mình mã số 5. Một cây cam lửa. Rực rỡ quý anh chị em. Được nó ra phục. Tán ngang cây này em đo là 70. Chiều cao là 82. Quỳnh cổ là 16. Mã số 5 em xin giao lưu mức giá là 450.000. 450.000 cho mã số 5. Tiếp theo lên mình mã số 6. Một cây đỏ lửa. Đang phun bùng. Tán ngang cây này em đo là 83. Chiều cao là 93. Quỳnh cỏ em đo đây là 17. Mã số 6 này em xin giao luôn mức giá là 450.000. 450.000 cho mã số 6. Tiếp thêm lên mình mã số 7. Cành vàng lá ngọc hoa đỏ quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 67. Chiều cao là 68. Quỳnh cỏ em đo đây là quỳnh 15. Mã số 7 này em xin giao luôn mức giá là 330.000. 330.000 cho mã số 7. Tiếp thêm lên mình mã số 8. Cây ba màu tuyết. Tán ngang cây này em đo là 77. Chiều cao là 93. Quỳnh cổ là 13. Mã số 8 này em xin giao luôn mức giá là 450.000. 450.000 em đã bao gồm phí ship. Tiếp thêm lên mình mã số 9 là một cây trắng lửa. Tán cây này em đo là 77. Chiều cao là 80. Quỳnh cổ là 18. Mã số 9 em xin giao luôn mức giá là 450.000. 450.000 cho mã số 9. Phơm tròn xe quý anh chị em. Tiếp thêm lên mình mã số 10. Tiếp tục là cây ba màu tuyết siêu bông.
Tán cây này em đo là 78, chiều cao là 83, hoành cỏ là 20. Mã số 10 em xin vô luôn, giá là 470.000. 470.000 cho mã số 10. Tiếp theo bên mình mã 11, một cây cam lửa. Tán cây này em đo là 70, chiều cao là 74, hoành cỏ là 14. Mã 11 xin vô luôn, giá là 430.000. 430.000 cho mã 11. Thêm lên mình mã 12 là một cây hồng gân. Tán cây này em đo là 66, chiều cao là 80, hoành là hoành 15. Mã 12 này em xin giao luôn mức giá là 350.000. 350.000 cho mã 12 một cây hồng gân. Tiếp thêm lên mã 13, một cây tím Pháp của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 62, chiều cao là 75, hoành em đo vị trí này là hoành 19. Mã 13 em xin giao luôn với mức giá là 430.000. Tiếp theo lên mã 14, màu sắc 5 màu thái của anh chị em, cây đang siêu búp luôn. Tán ngang cây này em đo là 76, chiều cao là 1m02, hoành cổ là 15. Mã 14 này em xin vô luôn mức giá là 450.000. Gồm có màu vàng, màu đỏ, màu cam, màu hồng và trắng phất hồng. 450.000 cho mã 14. Tiếp thêm lên mình mã 15, một cây ba màu tuyết á. Tán ngang cây này em đo là 43, chiều cao là 74, hoành cỏ là 15. Mã 15 em xin vô luôn mức giá là 450.000. 450.000 cho mã 15. Tiếp theo em lên mình mã 16, cây ghép nhiều màu anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 72, chiều cao là 65, hoành cổ là 15. Mã 16 xin vô luôn mức giá là 350.000. Gồm có phun bằng lửa, đỏ lửa, hồng gân, tiên nữ, vàng lửa, trắng tuyết. Thì khá rất là nhiều màu ha. 350.000. Tiếp thêm lên mình mã 17 là một cây tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 62, chiều cao là 86, hoành em đo vị trí này là 18. Mã 17 này em xin giao luôn với mức giá là 470.000. 470.000 cho mã 17. Tiếp theo mình lên mình mã 18, cây Adana. Một cây Adana đổi màu của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 96, hoành cổ là 18. Mã 18 này em xin vô luôn mức giá là 460.000. 460.000 cho mã 18. Tiếp thêm lên mình mã 19, một cây ngũ sắc 5 màu thái tiếp theo. Tán ngang cây này em đo là 79, chiều cao cũng 79, hoành cỏ là 14. Mã 19 em xin vô luôn mức giá là 450.000. 450.000 cho mã 19. Cuối clip em lên cho mình mã 20, vẫn là ngũ sắc 5 màu thái anh chị em.
Tán nhân cây này em đo là 64. Chiều cao là 1m1. Quỳnh cỏ em đo đây là quỳnh 12. Mã 20 em xin vô luôn mức giá là 450.000. 450.000 cho mã 20. Mã 20 là mã cuối clip heo của chú anh chị. Thì cuối clip em cảm ơn Thám, cảm ơn quý cô chú anh chị đã yêu thương tin tưởng những clip vừa qua của em ha. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Mi nha.